chơi. Tỏ tình bắt taxi. Đứng vô xoay luôn, tạo diễn vô đây. Đúng chưa? Không có né được đâu. Không quay vô. Đây là trò chơi rất bảo hiểm, rất bá đạo. Trò chơi có mang tên là Tỏ tình bất đắc dĩ. Chai nước thôi mà tỏ tình bất đắc dĩ rồi. Trò chơi có thể loại như sau. Có nghĩa là chai nước này quay xuống cái đầu mũi tên của chai nước này chỉ cho người nào người đó phải đi đồ nắm chai. Sẽ tỏ tình, bất kỳ người nào ở trên trên kia. Rồi. Bây giờ trò chơi bắt đầu. Con tròn nhau. Test thử nha. Bây giờ mình nhắm nháp một lần cho bạn nghe. Nháp nha. Ai cũng được phải không? Bây giờ vô trò chơi. Rồi không đưa làm mẫu cho bé Vi Hằng tỏ tình. Vô. Rồi tỏ tình đi. Không, bây giờ không còn làm mẫu nữa. Tất cả chơi. Rồi. Chân bằng chân bạn đi gần vào. Xoay. Giờ là mình xoay đúng không? Xoay luôn. Tách ra. Ai muốn chơi à? Số đông chỉ ai là chúng cô là tôi rồi nha. Thằng Lâm ơi nè. Tách ra đó. Rồi. Ok chưa? Ủa sao lắm không? Thôi. Không chơi. Không chơi là bên này rồi. Bây giờ. Quẹt cà đây nghe không chơi đâu. Rồi, tè. Rồi. Đây. Đứng xa xa giữ khoảng cách. À nãy ghê quá. Đi lên, cả tem đi lên lẹ. Tem đi luôn rồi. Bên này lâu lắm. Vì hàng vô, đừng có trốn. Trên cao thế hải đi trốn, cho nó nhiều vòng nha. Mạnh tay lên. Quay dưới đất luôn. Bé cá này dính rồi. Đi. Đừng tỏ tình với con nít không vậy? Không. Đối tượng là người lớn. Kìa bên kia đang chụp hình kìa. Ông đây chụp hình kìa, con Minh kìa vô đây. Tới luôn, chồng người ta kìa. Một câu là anh có tin là mình sẽ đánh không anh? Rồi, đối tượng thất bại đi tìm người khác lẻ lên. Rồi, đi tìm đối tượng kia. Chủ động luôn, không xin gì nha. Không xin nha. À, như đùi bu. Anh ơi, em muốn nói với anh một câu là em yêu anh nhiều lắm. Chết rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Anh có cảm thấy như thế nào khi gặp đối tượng như thế này? Sốc lắm, như thế sốc lắm. Sốc quá. Rồi là bạn gái được không? Tiếp đi. Chạy nhiều lắm. Chỉ là trò chơi. Trò chơi thôi, không ơi, không làm nha. Ok. Từ từ. Đúng rồi hả? Chưa, từ từ.